Vào năm 2021 thì Samsung đã mất đi một lượng khách hàng rất lớn, đó là những fan trung thành của dòng sản phẩm Samsung Galaxy Note. Tuy nhiên không lâu sau đó thì linh hồn của dòng sản phẩm này là cây bút S Pen đã quay trở lại trên một dòng sản phẩm khác, đó là Galaxy S và tiêu biểu là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra. Vậy sự quay trở lại muộn màng này có giúp cho Samsung tìm lại được vị thế năm xưa? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đánh giá chi tiết chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra. Thì bên cạnh sản phẩm thì việc mà thương hiệu đó có chiều chuộng người dùng hay không cũng là một trong những yếu tố tiên quyết, và không thể phủ nhận rằng Samsung đã làm rất tốt điều này khi từ những nhược điểm trên người đàn anh như là về ngôn ngữ thiết kế hay là hoàn thiện thì đều đã được khắc phục. Từ module camera cho đến độ chắc chắn của mặt lưng, tất cả đều đã được hoàn thiện một cách tỉ mỉ khiến cho chúng ta không thể tìm thấy một khuyết điểm nào ở phần mặt lưng. Phần cạnh màn hình của máy năm nay được vát quá cong kèm với trọng lượng nhẹ, khiến cho mình khi sử dụng máy rất là sợ máy bị rơi. Tất cả những yếu tố đó kết hợp cùng phần kính ở phía sau khiến máy đôi lúc khá trơn. Những yếu tố này chúng ta cũng cần phải đánh đổi, bởi vì nếu như theo trường phái vuông góc thì Samsung Galaxy S22 Ultra sẽ đem lại một cảm giác cấn tay khi sử dụng, và ngoài ra thì cũng sẽ không còn đậm chất phá cách như Galaxy Note năm xưa. Tuy nhiên không sao, bởi vì Samsung cũng đã đem đến cho chúng ta một tấm bảo hiểm, đó chính là tấm cường lực Gorilla Glass Victus Plus. Về trải nghiệm đa phương tiện thì loa trên chiếc S22 Ultra được hoàn thiện vừa đủ dùng, âm thanh to, độ chi tiết trên các giải âm thanh thì không quá sắc nét. Tuy nhiên nếu như các bạn là một người quan tâm đến âm thanh thì nếu như sở hữu cho mình một chiếc tai nghe True Wireless sẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn khi sử dụng cùng với chiếc S22 Ultra. Bên cạnh những thay đổi về thiết kế thì S Pen cũng là một trong những yếu tố chúng ta cần phải nhấn mạnh khi nói đến chiếc S22 Ultra. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ không cần phải nói quá nhiều về công dụng của chiếc bút thần thánh này. Tuy nhiên, với góc nhìn của một số người dùng khó tính, họ sẽ thấy cây bút này hơi ngắn và nhỏ. Đôi lúc, chúng sẽ cản trở tới khả năng ghi chú của những người dùng có bàn tay to. Nhưng hãy nhớ rằng để có thể nhồi được cây bút S Pen vào bên trong một thân hình cũng còn không quá nhiều chỗ do phải chứa linh kiện thì cũng đã là một nỗ lực rất đáng khen rồi. Ít nhất thì Samsung cũng đã cố gắng để chiều lòng những người dùng trung thành nhất của mình bằng cách đem trở lại cây bút này. Đối với mình, đây là một nỗ lực hết sức đáng khen. Cuộc chiến phát chip cho những năm trở lại gần đây thì cũng không còn tập trung quá nhiều vào hiệu năng khi mà mảng này đang dần dần được bão hòa. Ngoài ra thì camera mới là thứ được người dùng quan tâm hơn khi quyết định bỏ ra hơn 30 triệu để có thể sở hữu cho mình một chiếc phát chip. Đầu tiên hãy cùng đi sâu vào khả năng chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng trước. Khả năng chỉ thị màu sắc dưới các ánh đèn phức tạp đã tốt hơn rất nhiều so với thế hệ tiền nhiệm. Với những màu sắc rực rỡ, máy xử lý theo một thiên hướng rất Samsung. Độ tương phản được đẩy lên cao khiến hình ảnh có xu hướng hơi rực. Dưới những bức ảnh có các khoảng sáng tối phức tạp, S22 Ultra hoàn toàn tái tạo được chi tiết và đúng so với mắt nhìn thực tế của chúng ta. Đến với điều kiện phức tạp hơn là thiếu sáng, S22 Ultra duy trì được những ưu điểm của thế hệ tiền nhiệm, đồng thời cải thiện hơn đôi chút về khả năng tái tạo chi tiết, khiến ảnh thì ngoài đẹp mắt ra thì vẫn đảm bảo được về độ chi tiết. Bên cạnh đó hãy cùng nhau quay lại khoảng thời gian là 3 tuần trước, khi đó Samsung có nói là họ không nhấn mạnh vào khả năng chụp ảnh trên chiếc camera này, mà thay vào đó là khả năng quay phim dưới điều kiện thiếu sáng với tính năng đó chính là mắt thần bóng đêm. Và để có thể so sánh cũng như là đánh giá so với người tiền nhiệm thì sau đây hãy cùng xem một thước phim được đánh giá dưới góc nhìn của bạn Linh được quay bằng chiếc S22 Ultra này. Xin chào, đây là video được quay trực tiếp đến chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra trong một điều kiện thiếu sáng để cho anh em có thể hình dung được tính năng mắt thần bóng đêm của chiếc máy này. Ngoài ra thì mình cũng đã thu âm bằng chiếc mic của chiếc S22 Ultra luôn để cho anh em có thể tiện hình dung xem khả năng thu âm của những chiếc máy này có đủ sức để cạnh tranh so với những đối thủ ở trong cùng tầm giá hay không. Là người đã từng được trải nghiệm hệ thống camera ở trên cả S21 và S22 Ultra thì mình thấy rằng tính năng mắt thần bóng đêm đã giúp cho chiếc máy này có thể tái tạo lại chi tiết ở trong điều kiện thiếu sáng một cách tốt nhất có thể,
qua đấy giúp cho chất lượng ở trên những thước phim của chúng ta trở nên tốt hơn, ở trong một điều kiện mà không ai nghĩ chúng ta có thể quay phim được tốt cả. Có lẽ chúng ta đã dành ra quá nhiều thời gian để đánh giá về camera chính của S2 Ultra mà quên mất rằng máy còn có thêm 3 camera phụ rất đáng tiền. Qua trải nghiệm, khả năng zoom 100x của máy cũng đã ổn định hơn. Ống kính 6 phong khi chụp cũng có khả năng tách nền tốt mà không ăn lẹm quá nhiều chi tiết của chủ thể. Tất cả những yếu tố trên đây đã biến đây trở thành một cụ camera vô cùng chất lượng. Và ngoài ra mình cũng có một điều phải nói với các bạn rằng nếu như các bạn thích cách xử lý hình ảnh trên những chiếc smartphone Samsung thì các bạn vẫn sẽ thích camera của Galaxy S22 Ultra. Còn không thì rất tiếc đây không phải là chiếc smartphone dành cho các bạn, bởi vì mỗi thương hiệu sẽ có một cách xử lý hình ảnh khác nhau. Quyết định vẫn ở các bạn. Những con số phù phiếm như là điểm display base đôi khi cũng chỉ là những kênh thông tin tham khảo khi chúng ta thực hiện đánh giá màn hình. Quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm thực tế của các bạn như thế nào khi các bạn đã phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn để sở hữu chiếc máy. Với S22 Ultra, mình đánh giá đây là một màn hình với mức độ sáng rất cao, gần như là cao nhất trong số các flagship tính từ trước thời điểm máy được ra mắt. Samsung cũng đã dần lắng nghe người dùng hơn khi đem đến những tùy chọn hiển thị để phù hợp với tệp người dùng khác nhau. Nếu bạn thích màn hình của Samsung từ trước đến nay, hãy để chế độ sinh động. Ngược lại, nếu bạn theo trường phái trung thực, hãy để chế độ tự nhiên. Về phần màn hình 120Hz, Samsung đã hoàn thiện một cách rất tốt khi trải nghiệm chuyển cảnh khi chạm, vuốt khá mượn mà. Kết hợp với tần số quét cảm ứng ở mức cao khiến cho chúng ta khi sử dụng S22 Ultra sẽ không có cảm giác bị delay. Bên cạnh bước ngoặt về thiết kế thì Samsung cũng đã đem đến một thứ hơi phi truyền thống trên giải flagship của mình, đó là hiệu năng. Thay vì Exynos 2200, Snapdragon 8 Gen 1 là một lựa chọn của thương hiệu Hàn Quốc này. Qua một số bài test thì S22 Ultra cũng đã thể hiện khá tốt và ổn định so với đại đa số các đối thủ trong cùng tầm giá, bởi vì Samsung đã hoàn thiện tốt phần tản nhiệt cũng như là tùy chỉnh xung nhịp của bộ vi xử lý khiến cho máy chạy trở nên mát mẻ hơn. Và những tựa game nặng như Genshin Impact hay PUBG Mobile cũng không còn là một vấn đề quá lớn của máy. FPS thi thoảng vẫn xảy ra trường hợp bị drop nhưng mà khá khó để cảm nhận được bằng mắt thường. Nếu như được đòi hỏi nhiều hơn thì chắc là mình sẽ đòi hỏi thêm VRAM, bởi vì máy chỉ được trang bị 8GB RAM trên phiên bản khởi điểm thay vì 12GB RAM trên phiên bản tiền nhiệm. Mặc dù là cũng đủ dùng, tuy nhiên đây lại là một sự cải lùi so với người đàn anh. Trước khi đánh giá về pin thì hãy tạm gác lại và bỏ qua việc Samsung không trang bị sạc kèm trên máy, bởi vì Samsung cũng đã làm điều này trên thế hệ tiền nhiệm rồi và có lẽ sẽ hơi thừa nếu như nhắc lại vấn đề này trong thế hệ năm nay. Về cơ bản, S22 Ultra hoàn toàn đáp ứng được mức thời gian on-screen 6-6,5 tiếng với nhu cầu cơ bản và độ phân giải Full HD+. Với độ phân giải 2K+, pin của máy sẽ hơi yếu, thời gian on-screen sẽ đạt từ 4-5 giờ tùy thuộc vào các tác vụ. Sạc năm nay cũng đã được cải tiến lên 45W. Sự nâng cấp này là một điều gì đó vô cùng khác biệt so với đối thủ của Samsung là chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max khi chỉ được trang bị sạc 25W. Dù vẫn còn nhiều điểm hơi đáng tiếc, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng Samsung là một thương hiệu rất biết cách chiều chuộng người dùng. Và đôi khi chính việc làm này đã giúp họ có thể giữ chân một lượng fan trung thành sẵn sàng ở bên sau những cú phấp chân không đáng có. Có thể kể đến như là Samsung Galaxy Note 7. Vậy các bạn đánh giá sao về chiếc điện thoại S22 Ultra? Hãy để lại một comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.